Ok, chào mừng bà con quay lại với kênh đánh giá Minh Tuấn của tôi. Thì hôm nay mình tôi đi vô tình lên cái cánh của chợ mới An Giang, mình sẵn đây mình sẽ quay lại cái vườn mà rồi tôi có làm về cái vườn chanh mà sử dụng hữu cơ và một cái là bên vô cơ. Thì bên cái vườn hữu cơ thì tới nay là người ta cái tàn người ta vẫn còn, vẫn xanh, vẫn bước, vẫn còn ăn trái bình thường. Thì như bên này là người ta đã trồng lại cây mới rồi. Thì hôm nay là như khoảng hơn một năm thôi. Thì lúc trước là thấy cái cây là nó xuống dữ lắm, còn bên vườn hữu cơ nè, bà con vẫn thấy. Thì tới nay là cái vườn trái bên những người ta ăn nhiều đặn. À, thì đó là một cái công dụng mà thấy cơ bản nhất mà giữa cái phân hữu cơ và vô cơ, để bà con có cái cách nhìn mà nó cụ thể hơn, chứ không phải là lúc nào mình cũng xài vô cơ hoài. Thì cái vườn chanh của mình nó ăn nó có cái tuổi thọ nó ăn nó cái thời gian mình ăn trái đó, nó ngắn lại, tính ra là chi phí nó sẽ cao hơn, chứ không phải là nhiều khi mình thấy vô cơ mình bỏ vô mình thấy cái cây nó ăn liền mình ngon đâu. À, thì được rồi, mình có giới thiệu về cái phân hữu cơ Đức cho cái vườn này ha. Rồi nay ông trong vườn, ông tuốt trong vườn rồi, mình sẵn đi quay khúc đầu thôi, làm một cái khúc ngắn ngắn vậy cho bà con thấy. À, đây là chanh bông tiếng không con. Ở bên cái vườn vô cơ này rồi tôi có làm nó đến nay nè, còn mấy cây còn sống là nó cũng bị vàng là vàng lá nó chết luôn kìa anh, mà tạp kìa đó, còn mấy cây đó. Không, cái vườn cái tạng chanh này quá trời đã ha, trái cũng dữ dằn. Chanh bông tiếng hình như lúc gầy hơi rẻ, nghe mùa mưa giá hơi rẻ. Ra trái liên tục luôn nè, ta làm nhiều cỡ trái nè, nó quá trời luôn nè, cỡ trái. Thì đây nè, nó cái vườn này ông làm mà, giờ ông bón thêm cái hữu cơ gì xuống đây ta, cái tròn phân dê á, dê. À, đây phân chất dê nè, người ta có bón thêm cái phân chất dê dưới nữa nè. Tại lúc dài chanh rẻ quá, xài qua cái này đi cho nó hợp lý. Đó, thấy cái vườn thấy cái gì vậy? Bố trí thấy đẹp quá. Lên cỏ xanh mướt. Qua đã. Thôi mình làm cơ bản vậy thôi để cho bà con thấy lại cái việc mà không ngờ tôi làm ha. Bà con nhớ theo dõi kênh để cho em những cái clip tôi làm nha. Thấy vườn chanh thấy đã không? Đó, để về tôi sẽ gắn lại cái clip cũ cho bà con thấy.